Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Sáng nay thì Nhung sẽ giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái mẫu chậu đứng 24. Cái mẫu chậu đẹp, nhỏ, xinh với những cái mẫu cây để bàn. Đây là cái hoa văn này. Cái hoa văn thì gồm có đào đỏ này, có cây tùng này, có hoa mai này và có hoa sen nhé. Cái mẫu chậu này thì em đã giới thiệu 1 đến 2 lần rồi thì em cũng không nhớ, nhưng mà cái mẫu chậu này thì rất là đẹp. Mẫu rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì em xin đi chi tiết luôn nhé. Cái khổ bì của nó là 24. Lọt lòng nó sẽ là 20. Và cái chiều cao của cái chậu đứng 24 này nó sẽ là 17 nhé. Cái mẫu chậu này thì có rất nhiều cái lỗ thoát nước dự phòng như này. Và các anh các chị có thể đục thêm. Và ngoài ra thì nó cũng có một cái lỗ thoát nước chính ở giữa như thế này. Và cái nào cũng vậy nhé. Mẫu này thì sẽ phù hợp với rất là nhiều cái loại cây nhỏ để bàn. Mẫu chậu thì dày dặn. Cái vành rất là dày, đẹp, chất nhựa đẹp. Và cái mẫu đáy chậu thì nhìn rất là thông thoáng, giúp thoát nước tốt. Và mọi người rất là ưu tiên về cái mức thoát nước ở dưới đáy chậu như thế này. Và cái mẫu chậu đứng 24 này thì bên Nhung đang giao lưu xuất ra là giá là 15.000 đồng, bao ship toàn quốc từ 30 chậu. Và một cái kiện như thế này là 100 chậu nhá các anh các chị nhá. Một kiện này là 100 chậu đấy ạ. Có thể đóng cả 100 chậu đi nhá. 100 chậu, 50 chậu, 30 chậu, nhưng ít nhất từ 30 chậu thì sẽ được bao ship nhá. Còn mọi người lấy 10, 20 chậu thì là mọi người sẽ phải trả tiền phí ship đấy ạ. Vì như thế là em sẽ không thể bao ship được. Video ngắn vừa rồi thì vật tư nông nghiệp Thùy Nhung vừa giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn mẫu chậu đứng 24 hoa văn 3D rất là sắc nét và đẹp mắt nhé. Bây giờ thì Nhung xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn lần sau. Nhớ đăng ký kênh, nhấn nút like, chia sẻ giúp vật tư nông nghiệp Thùy Nhung nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.